Lexor. Tiệm này rất là cũ rồi, tiệm này chủ cũ là biết bao nhiêu năm và chủ sau này đã mua 7 năm nữa rồi. Phần dưới của cái tiệm này là nó bằng gạch, có thể là cái tiệm này ngày xưa là cái nhà hàng, cho nên khi mà chủ mới chủ mua lại và họ để nguyên cái tường gạch như vậy rồi họ làm tiếp tiệm nail, cho nên hai bên tường nửa half wall xuống á, là cái tường giống như checker gì đó, một cái trắng cái đen, cái gạch mà gạch như gạch trắng đen gì đó. Thì bây giờ nếu mà làm lại nguyên cái tiệm này mà thay cái gạch đó thì nó rất là tốn tiền. Cái tiệm nhìn nó rất là rối, còn mà tất cả các tiệm có nhiều cái làm nhìn để lu su bu hết rồi, nước sơn treo khắp nơi. Thì bây giờ làm sao để cho cái tiệm mình nó vừa sạch mà nó vừa gọn gàng và phù hợp với cái gì mình của chủ tiệm đang có. Thì ông Sâm bằng cách là vẫn giữ cái gạch đó, vẫn giữ hai gạch hai bên của cái tiệm, nhưng mà thay vào đó là mình trang trí phía trên một cách rất là đơn giản. Khi những cái tiệm như thế này là hầu như là dọn dẹp là công việc chính, dọn dẹp clean up và organize, tổ chức lại là hay là dẹp đồ ra hết rồi chỉ cho chủ tiệm cái gì mới nên lấy, cái gì xài thì đem vào, cái gì không xài thì vứt đi. Đó là những cái công việc chính nhất cho những cái tiệm mà mình làm ít như thế này. Đây là 4 cái bàn và cũng để cái đèn. Đây là cái đèn của công ty Lexor mà quý vị bữa giờ vẫn thấy ông Sâm hay làm á. Cái đèn như là 29 đồng gì cái đó, nhưng mà nó rất là sáng. Rồi, đây là bên này là hướng bàn. Thấy không? Cái bộ ghế platinum thì nó đi theo cái bộ bàn, có ghế khách, ghế thợ cùng cái màu platinum luôn. Thì khi mà quý vị làm salon remodeling rồi thì quý vị nên dùng một cái package cùng màu, đừng có dùng, hoặc là mình phối màu thì phải phối cho nó hợp. Đặc biệt là những cái tiệm nhỏ, mình làm sao mình phối hợp cho nó uniform với nhau, nó xinh với nhau thì nó mới đẹp. Rồi bên đây cũng vậy, giống như Hồng Sâm nói là cái cách để bàn như thế này là tại vì mình muốn bảo vệ những cái nước sơn của mình phía sau, mình để cho đừng có ai phá nước sơn của mình. Thì đây là cái cách người ta để. Thì còn thiếu mấy cái tủ nữa, cái tủ đó còn phải ráp mua từ IKEA như thông thường Hồng Sâm hay làm. Thì mình để cái bàn ở phía sau đó, rồi mình để những cái hộc để vô. Thì làm như vậy mình không một phần treo lung tung hết. Tại vì cứ tưởng tượng mà cái tiệm này nó là gạch như thế này rồi mà đã còn treo nước sơn trồng lên những cái gạch, rồi trồng lên cái tường, nhìn nó rất là rối. Vì vậy khi mà những cái tiệm mà mình vừa nhỏ mà nó đã lộn thộn rồi, hoặc là đã có những cái mình không sửa được, thì mình nên mua những cái tủ nhỏ nhỏ. IKEA bán rất là rẻ. Ở IKEA họ bán trung bình có cái tủ như vậy cũng có 99 đô thôi, mà nó có mấy cái tầng. Thì mình mua cái đó xong rồi mình mua cái rổ, mình để vô trong dưới đó, thì khi cần mình lôi cái rổ đó thôi thì cái tiệm mình sẽ rất là sạch. Rồi đây là 4 cái petticoat. Cái petticoat này á, thông thường mình chỉ dùng nó là để làm chân thôi, nhưng mà khi cái tiệm này mua thì cũng chật, không đủ, không có chỗ để nhiều thì còn dư 4 cái. Thì ông Sâm ráp 4 cái lại thành một cái bàn. Và cũng để đồ ở phía dưới, vẫn để supply mọi thứ ở phía dưới hết, nhìn nó cũng rất đẹp mà nó cùng match hết, khỏi cần đi mua cái bàn. Rồi dưới đây là cái ghế. Đây là cái ghế màu platinum. Hôm nay mình dùng package 7 ghế 7 bàn. Thì cái ghế platinum này, nếu mình nhìn, quý vị nhìn sát lại thì nó sẽ có cái ánh sờ cừ trong đó, nó pearl, như là pearl platinum gì đó, cho nên nhìn rất là sang. Bây giờ những cái tông xám, những cái tông platinum như vậy nó đang in, đang là thời trang nữa. Rồi phía sau thì ông Sâm chỉ để một bức tranh rồi để mấy cái cây xanh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin chào tạm biệt.